chuẩn bị là nhổ cây lên để xây một cái hồ nhỏ nhỏ để nuôi một con rùa bé bé. Có một con rùa bé bé rất là dễ thương, nuôi ở trong cái phòng của cái thằng cháu ngoại của mình á. Bây giờ nó mua nó ra ngoài này. Ở xứ này rùa rất là nhiều các bạn, rùa nhiều lắm, thậm chí mà rùa có khi nó bò lên đường nó đi luôn á, phải không con? Ha, bữa hôm mình gặp một con rùa nó bò lên đường nó đi ha. Rùa tới nhà mình đó. Ừ. Ở đây là không biết sao mà đi đâu cũng thấy rùa hết trơn á. Mấy cái hồ nước nhân tạo là rùa mẹ, rùa con rất là nhiều. Ở trong nước, ở trong cái hồ. Đây các bạn thấy không? Đó, nhổ cây lên, nhổ cây nè. Đổ đất lên nè, gì là thay vì là bỏ một cái đặt cái hồ trong này rồi mới đổ nước vô, bỏ đá xung quanh là thành một cái hồ nuôi rùa. À, các bạn thấy có đẹp không? Từ từ mình cho các bạn xem khi cái hồ của con rùa này nó xong nha, rất là dễ thương. Mình biết rất là dễ thương. Không cần làm ăn sau đây thôi nè, chiến trước đây thôi nè. Dạ, bắt đầu làm trước đây. Còn đây là đệ tử, đây là đệ tử ruột của ông ngoại. Ông ngoại đi đâu là đệ tử đi theo bên vậy đó. Thương ghê không? Ôi thật thà. Cả nhà, thì bây giờ cái hồ con rùa của ông xã mình ông làm cuối cùng cũng đã xong. Thì đây là kết quả đó, con rùa đó. Ngày hôm qua cả nhà đình mình nó là làm cái hàng rào nhỏ nhỏ xong rồi là bỏ cái bồn nó vô, bỏ đá vô. Mà khi mà hoàn thiện bỏ con rùa vô lúc đó cũng đã trời cũng đã tối rồi, thành ra không có quay phim được. Giờ ngày sáng hôm sau là mình ra mình quay cho cả nhà coi đây. Thì đây là tổng thể đây nè, cái khu nè. Cái khu cho con rùa nè. Thì cái hàng rào mà cho con chó nó đi vệ sinh ở đây mấy bữa ở đây là đã tháo bỏ ra rồi. Tháo bỏ chuyển qua phía bên này rồi. Bây giờ chỗ này nhìn dễ thương không? Rất là thích luôn cả nhà ơi. Rồi còn bông nó nở rất là tốt luôn nè. Đẹp dã man chưa? Hai vợ chồng mới vừa đi Lowe's về đây. Đi Lowe's chỗ bán bông với bán đồ nhà cửa này kia cái nọ mới về đây. Mua thêm một chậu bông nữa nè. Nè, mua thêm chậu bông này đẹp dễ sợ không cả nhà? Nè. Có 3 loại hoa sắc tím luôn. Cũng là một màu tím nhưng mà 3 loại hoa khác nhau. Mọc dài ra. Cái chậu hoa này á, là có giá là 40 đô. Nhưng mà may mắn sao mình đi đúng cái lúc mà thấy cái bà đó bà đang
làm cái giá mới lại, mình hỏi cái bà nói là bây giờ nó hạ giá xuống là còn có 10 đô à cả nhà, 40 đô mà còn 10 đô thôi. Cả nhà thấy không? Thì cái chậu hoa này mình mua để mình bỏ cái cho cái chậu ngoài kia kìa. Chậu ngoài kia chưa có hoa. Còn hai chậu này thì đã trồng xong hôm bữa rồi. Bên này là có vàng, có tím. Còn bên kia thì có hồng, có vàng, tím. Đẹp quá ha cả nhà. Mình thích ghê luôn á. Đó là ngày hôm qua mới vừa làm xong, thành ra là trời cũng tối, thành ra chưa có kịp dọn dẹp nữa. Tháo cái hàng rào của con chó ra bây giờ mình cũng nhìn thấy thấy thoáng ha, thấy nó thoáng, nó rộng rãi thêm. Đây nè, để đi qua cho cả nhà coi cái hàng rào tháo ra đây nè. Hàng rào đưa qua phía bên này nè. Rồi là ông chồng mình ông làm cái cửa cho con chó luôn. Cái cửa để cho con chó nó đi ra đi vệ sinh đó. Đó, ông làm cái cửa chỗ đó đó. Đó, bây giờ hàng rào đưa qua đây. Ở trong này nó đi nó cũng khô ráo hơn, thấy các bạn, nó khô ráo, nó cũng sạch sẽ hơn cho nó, chứ đỡ hơi bên kia mỗi lần trời mưa nước nó đọng lại á. Chó nó thấy nước nó không dám ra. Thì đây là cái hàng rào đã mua qua đây. Đó, cái cửa cho nó đó. Ban đêm á, mấy cái đèn năng lượng mặt trời này nó mọc lên nó đẹp dễ sợ luôn cả nhà. Trời đó, đó con chim kìa. Con chim mà hôm bữa mà mình nói là trong cái tổ chim mà mình thấy đó. Con chim đỏ. Mấy chim con bay đi rồi cả nhà, mấy chim con nó lớn nó bay đi hết trơn rồi. Gì đâu có nghe chi đâu. Thì đó, bây giờ mình cập nhật sơ sơ vậy cho gia đình coi thôi. Bữa nay mình coi gì mình sẽ đó con chim kìa. Đây này để mình zoom vô cho cả nhà coi. Đó. Đó là con chim cha đó gia đình, đó cả nhà, tại vì con chim cha nó màu đỏ đậm. Còn ba con chim con nó đã lớn nó bay đi rồi. Hình như nó làm tổ mới hay sao, mình thấy nó bay từ trong cái bụi đó, nó bay ra. Chút nữa mình tới mình coi thử. Đó. Hôm bữa mình có kể với cả nhà là mình sẽ làm cái hàng rào và làm cái hồ con rùa. Thì ngày hôm qua hai vợ chồng mình cũng đã thực hiện xong. Bây giờ mình ra đây mình nghe tiếng thác nước nè. Nghe tiếng thác nước rồi thấy con rùa nữa, thấy dễ thương chứ sao. Mình có cái nhà mình làm này làm kia. Mình cảm thấy mình hưởng thụ cái nhà của mình thích lắm. Làm mấy cái hồ này mà không có waterfall là mũi nó có mũi đó, cả nhà, mũi nó ở đây á. Còn mình làm mấy cái thác nước này mà nước nó chảy thì nó mũi nó không có ở. Đến thác nước thấy thú vị hả? Đó. Ok, vậy thôi, mình chỉ update sơ cái kế hoạch của gia đình mình làm. Như hôm bữa mình đã nói với cả nhà thì bây giờ mình đã thực hiện xong và mình muốn update lại cho cả nhà biết là nó như thế nào, cái kết quả của nó như thế nào. Mình mong cả nhà tiếp tục ủng hộ kênh cho gia đình của mình nha. Và mình sẽ hẹn lại cả nhà trong cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Trước khi bye bye cho con rùa cái nữa nè. Bây giờ con rùa này sướng lắm. Nó bữa ở trong cái hồ nhỏ xíu mà bây giờ nó được ra đây nó ở ngoài này là quá sướng luôn nè. Ha rùa. Mới lấy cọng slack cho ổng ăn. Ok, bye bye cả nhà. Bye bye.